Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Hôm nay là sinh nhật của nhỏ Tâm Anh hả ta? Đừng mà, bạn có làm cách nào mình cũng không đưa đâu. Cái gì nữa vậy? Cái gì vậy? Mình cái không gì? Đưa đâu. Sinh nhật kệ mày chứ. Tiệm đóng cửa mất rồi. Đôi khi mà một cái thôi em năn nỉ nha. Dạ con mời chú. Cảm ơn con. Trời đất ơi, khuya rồi mà con còn đi đâu nữa hả? Cả nhà ơi, hôm nay là sinh nhật ai của nhỏ Tâm Tâm á. Ủa, bữa nay là sinh nhật của Tâm Anh à? Dạ đúng rồi. Tâm Anh, Tâm Anh, dậy đi em, dậy lên. Dậy lên đi. Sao vậy trời? Đi lên. Mừng ngày sinh nhật Tâm Anh. Thổi đi con. Nè con gái, cô không có biết hôm nay là sinh nhật của con. Ngày mai cô sẽ dắt con đi ăn buffet chịu không? Dạ. Chúc mừng sinh nhật con. Nè Tâm Anh, sinh nhật của mình là phải nói cho mọi người biết nghe chưa? Tâm Anh, ngày mai chú sẽ tặng quà cho con nha. Sinh nhật của em anh không nhớ, anh xin lỗi nha. Con cảm ơn mọi người. Tâm Anh, lại đây. Có phải là không gì, chờ xíu nha. Chờ xíu. Ngồi xuống đi. Mình hả? Chứ còn ai ở đây nữa. Bạn nói tụi mình là bạn mà. Nè, ngồi xuống. Là bạn bè thì phải ăn kem chung với nhau chứ. Có gì cũng không hiểu nữa. Đúng là cái đồ tùm lum la. Nhưng mà tụi mình đã đoạn tuyệt rồi mà. Đừng có giỡn nữa. Mình nói thiệt á, trước kia tụi mình đâu là bạn đâu. Nên chuyện đoạn tuyệt vô nghĩa, không còn hiệu lực nữa. Ngồi xuống đây lẹ đi, kem chảy hết rồi nè. Vậy là từ bây giờ tụi mình sẽ là bạn lại hả? Ôi nhiều quá, kem nó chảy rồi nè. Nè, ăn đi. Cảm ơn bạn nha. Thả miếng ra. Bạn kỳ quá à. Giỡn thôi nè. Ngon không? Ngon quá à. Nè.
định rút lại hả? Không có giỡn với chị được nhau nha cưng. Ừ, ngon quá. Ngon. Chờ làm chi? Mày hay lắm, mày giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đâu bay. Là sao làm chi? Tao nuôi mày mập thay, rồi mày bỏ nhà tao mày đi. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Trời ơi, xin lỗi gì mày ơi. Mày không có hiểu mấy câu mà ăn quả nhớ nguồn, uống nước nhớ kẻ trồng cây. Mày không hiểu mấy câu tục ngữ tới đâu. Lâm Chi ơi. Dạ. Bạn nói sai sai rồi đó. Sai gì? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn mới đúng chứ. Mày tính bắt lỗi tao hả? Giờ tao nói cỡ nào mày cũng đi à. Tại vì chị tâm ý nói là nếu mình ở đây thì mình sẽ bị Lam Chi đánh hoài. Tao đánh mày nào? Mày giúp việc cho nhà tao thì mấy lúc tao buồn buồn tao lên tao quẹt quẹt mấy cái thôi. Vậy mà đánh đó hả? Quay qua nhà đó mày còn bị đánh dữ hơn tao nữa. Lúc đó thì mới thấy cái cảnh. Không có đâu. Ở bên đó chỉ có một mình bà thôi à. Mà bà hiền lắm. Trời ơi, chắc hiền. Chắc hiền à, trời trời. Ê Ngọc Khai, nhà bệnh có nuôi chó không? Bạn hỏi anh chi vậy? Bả không đánh mày thì con chó nó cũng tát mẹ. Uống gãy ra còn hơn nữa. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Nhưng mà mình cũng sẽ quay về thăm bạn mà. Thôi khỏi đi mày ơi. Mày thương tao thì mày đâu có đi. Nếu mà gặp tao nha, là tao không đi, tao ở lại đây rồi đó. Tao nói trước nha, cái nhà này nè, nhiều tình thương dành cho mày lắm á, nhất là tao nè. Suy nghĩ kỹ lại đi. Nè, tao cho mày á, ăn đi. Nhớ nha, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. À mà quên, nếu gặp tao á là tao không có đi rồi đó Tâm Anh. Suy nghĩ kỹ là đi nha. Nhà này dành tình thương nhiều cho mày lắm á. Lâm Chi à, hai đứa này đi vô cơm kìa. Chị làm gì vậy? Đang chơi vui là mất hứng á. Con nhỏ này càng ngày càng hư đốn. Chơi cái trò gì mà kỳ cục vậy hả? Cô ơi, con sao đâu cô? Thấy chưa, mẹ nghe nó nói chưa, nó nói không sao kìa. Con nhỏ này lì ai quá hả? Đi à. Mẹ nói rồi đó nha, không lo đối xử tốt với Tâm Anh đi. Vài bữa nữa không gặp người ta được có hối hận đó. Gì? Mắc gì cũng gặp được nó. Sắp tới đây là Tâm Anh với Tâm Ý đoàn tụ với ba ở nước ngoài rồi đó. Hả? Sao mà không nói cho tao biết? Mình tính lên nói với bạn, nhưng bạn cứ lấy dây bắt mình làm ngựa. Tại sao mày không nói cho tao biết hả? Chi? Tâm Anh! Hả? Em làm cái gì vậy? Mày dám bỏ nhà tao đi hả? Tao không cho mày đi đâu hả? Làm chi? Mày đứng lại cái đầu đáng ghét. Tao không cho mày đi đâu hả? Tâm Anh! Bà con trở về thì tốt quá rồi. Có điều hơi bất ngờ ha. Dạ, con xin lỗi mọi người. Dạ, nhưng mà con xin phép mọi người, con nghỉ làm ạ. Có gì đâu phải xin lỗi chứ. Thời gian qua vất vả cho con quá. Rồi hai đứa biết ở đâu chưa? Dạ, tụi con sẽ đến đảo Phúc Linh ạ. Cái đảo Phúc Linh là nó ở đâu? Con biết là ba. Cái đảo đó ở Nam Mỹ đường á. Biết cái gì mà nói. Nghe cái tên nó là lạ đó con, mà chắc đâu đó nổi xa tới tận Nam Mỹ hả con? Dạ, chú nói đúng rồi đó ông. Đảo đó còn được gọi là đảo Malvinas nữa. Thấy chưa, con nói mà mọi người không có tin con. Cái đảo đó như là thiên đường bơi lội. Con tới đó rồi con biết mà. Tới hồi nào? Nằm mơ thấy con ba tới đó bơi. Mà nè,
Chừng nào hai đứa đi? Dạ, đầu tuần sau ba con về, chắc là cuối tuần tụi con đi á chú. Ờ, cũng nhanh quá ha. Mà hai đứa cần chú giúp gì về thủ tục xuất cảnh, nói chú nha. Chú có bạn làm bên đó đó. Dạ, con cảm ơn chú. Ừ. Thưa cả nhà đi làm nha. Ừ. Như chú Sĩ đã nói rồi đó, có gì khó khăn cứ nói cho mọi người biết, giúp được gì mọi người sẽ giúp cho tụi con. Dạ, con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Có gì đâu mà con cảm ơn cả nhà chứ. Nhưng mà cô nói thiệt, xa hai đứa cô cũng buồn lắm á. Mà thôi đi, đoàn tụ với ba vậy là tốt lắm rồi đúng không? Dạ. Dạ em xin lỗi ạ. Ờ, không có gì, đi dạ. Trước đi. Tâm Ý. Dạ. Qua đây ngồi nói chuyện với cô một chút. Dạ. Con ngồi đi. Dạ thôi con đứng được rồi con. Cô đã kêu ngồi xuống nói chuyện với cô, ngồi đi. Dạ. Sao rồi? Hai đứa con chuẩn bị thủ tục tới đâu rồi? Dạ, thủ tục thì ba con chuẩn bị hết rồi cô. Còn với Tâm Anh chỉ cần phỏng vấn với xin visa theo diện đoàn tụ gia đình là được rồi. Biết là như vậy, nhưng mà cái tiền làm visa với lại hộ chiếu á, cô nghe nói là cũng mắc lắm đó. Sao rồi, con có đủ tiền không? Dạ con đủ rồi cô. Phải chi mà con nói cô sớm á, cô sẽ cho con tiền. Nhưng mà vé máy bay đi tới đó cũng mắc lắm. Nè, con nhận đi. Dạ cô ơi, vé máy bay ba con đặt rồi nên là không cần đâu cô. Có gì đâu, con cứ nhận cái số tiền này cho cô vui đi, đừng có lo nghĩ gì hết á. Coi như đây là tiền thưởng cả năm vừa rồi con vất vả là được. Dạ nhưng mà cô cho tụi con chỗ ăn chỗ ngủ là tốt với tụi con lắm rồi. Không cần đâu cô. Bây giờ không nhận đúng không? Nhưng mà con không nhận thì dạ. Vậy con cảm ơn cô nhiều lắm. Nè, hai đứa con á, mai mốt ráng sống tốt nha. Dạ con cảm ơn cô. Con xin phép cô làm việc tiếp nha cô. Kỳ cục vậy hả? Cô ơi, con sao đâu cô? Thấy chưa, mẹ nghe nó nói chưa, nó nói không sao kìa. Con nhỏ này, lì quá đi à. Mẹ nói rồi đó nha, không lo đối xử tốt với Tâm Anh đi. Vài bữa nữa không gặp người ta được có hối hận đó. Gì? Mắc gì cũng gặp được nó. Sắp tới đây là Tâm Anh với Tâm Ý đoàn tụ với ba ở nước ngoài rồi đó. Hả? Sao mà không nói cho tao biết? Mình tính lên nói với bạn, nhưng bạn cứ lấy dây bắt mình làm ngựa. Tại sao mà em nói cho tao biết hả? Chi? Tâm Anh? Hả? Em làm gì vậy? Mày dám bỏ nhà tao đi hả? Tao không cho mày đi đâu hả? Làm chi? Mày đúng là cái đồ đáng ghét. Tao không cho mày đi đâu hả? Tâm Anh? Làm chi? Con nhỏ Tâm Anh này, mày dám bỏ nhà tao đi hả? Sao mày lại
gì của ta hả? Mình chỉ ra ngoài nhà đó. Đâu mà không ngoài nhà hả? Đâu đâu mà mày đừng đánh nữa. Mày khai thiệt đi, ngoài cái con này ra mày còn đụng đến Julio và Antonio của tao không hả? Sẽ viết hay hơn nhiều. Mày còn đòi thêm sữa nữa hả? Khỏi. Mày đợi đó nha, tao đi lấy cho. Cảm ơn Lâm Chi nhiều. Khi còn nhỏ phải ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn, không được hư hỏng, không được ham chơi, thế mới là trẻ ngoan. Thực mùa năm phát sóng vào lúc 20:25 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 18/10/2019 trên kênh HTV7. Chị ơi, em đi học tới chừng nào vậy? Để ngày mai chị tới nói với cô giáo ha. Dạ. Em sao vậy? Lúc đầu nghe nói được đoàn tụ với ba thì em rất vui. Em cũng thích được đi máy bay nữa. Nhưng mà cứ nói tới chuyện không được gặp lại các bạn thì em lại thấy buồn. Không có sao đâu. Sau này em qua bên đó, em cũng sẽ có bạn mới mà. Dạ. Yeah. Tâm Anh ơi, Tâm Anh, lên phòng tao nói chuyện tí. Có chuyện gì sao bạn không nói ở đây luôn đi Lâm Chi? Tao kêu lên thì mày cứ lên. Tao muốn cuộc nói chuyện giữa hai người con gái được riêng tư. Lên nhanh nha. Ủa, bạn làm gì vậy Lâm Chi? Từ bây giờ phải có sự cho phép của tao thì mày mới được đi. Lâm Chi à, từ đầu mày đã ở đây rồi thì mày phải ở đây luôn, không được đi đâu hết. Nhưng mà mình cũng phải được đoàn tụ với ba chứ. Chuyện đã tính sao, có lệnh của tao mày mới được đi. Lâm Chi à, ủa sao mày kêu tao hoài vậy? Tao nhắc lại một lần nữa, phải có sự cho phép của tao thì mày mới được đi.